Lời làm chứng của cô Roberta sau khi được giải cứu khỏi tà linh tán tỉnh, nhục dục, Spirit of Flirt. Bạn không biết là chuyện gì không? Anh hãy đến dịch giùm tôi. Cô ấy có một linh tán tỉnh. Và linh này nằm trong gia đình, trong dòng dõi. Nó sẽ bị đuổi ra. Nó giống như là một con chó. Con chó có nghĩa là cái linh này nó tán tỉnh bất kỳ người đàn ông nào. Nó không cần biết là ai, chỉ cần biết là đàn ông. Khi tà linh này đến tranh cô, nó sẽ khiến cô giống như là muốn làm gái mại dâm. Nhưng cô không có đi vào khách sạn, phòng khách sạn, nhưng chỉ là tán tỉnh mà thôi. Đó là nan đề mà cô ấy gặp phải. Và Chúa Giêsu thì yêu thương cô ấy. Sau buổi thờ phượng, người phụ nữ đã nhận lời tiên tri, gặp mục sư TB Joshua để được giải cứu. Mục sư TB Joshua đang cầu nguyện giải cứu bằng cách đụng chạm trong danh Chúa Giêsu Christ, hỗ trợ bằng tất cả quyền năng từ thiên đàng. Sự giải cứu diễn ra và cô được tự do. Hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu Christ khi cô ấy đang tiến ra. Xin hoan nghênh cô. Xin hãy nói tên và từ đâu cô đến. Trước tiên tôi muốn nói Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Emmanuel. Tên tôi là Roberta. Tôi đến từ Tây Ban Nha. Trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi muốn phơ bày mọi sự về ma quỷ và xin Chúa Thánh Linh giúp tôi chia sẻ lời làm chứng này. Amen. Hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu. Thật sự, lời làm chứng này sẽ làm xấu hổ ma quỷ và tôn vinh danh Chúa. Jesus. Từng rồi cô đã nhận được lời tiên tri gì? Mục sư TB Joshua tiên tri rằng tôi có linh tán tỉnh và nó đến từ gia đình tôi. Tà linh đó đẩy tôi vào làm gái mại dâm. Nhưng tình yêu của Chúa Giêsu đã kéo tôi ra khỏi điều đó. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu. Xin hãy chia sẻ làm thế nào lời tiên tri này là sự thật. Gia đình của tôi là một thảm cảnh, đến nỗi tôi đã không hiểu ý nghĩa gia đình là gì, bởi vì mỗi người đều ly dị. Mỗi người đều ly dị, dì thím tôi, cha mẹ tôi. Thật là một thảm kịch gia đình. Tôi đã đau khổ rất nhiều. Tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng tôi sẽ không sống một cuộc đời như vậy. Tôi sẽ không sống cuộc đời như thế. Và tôi đã cầu nguyện xin Chúa giải cứu tôi. Khi tôi vào 18 tuổi, mẹ của tôi nói rằng phụ nữ thì phải sexy, gợi cảm, quyến rũ. Nó là chuyện bình thường, hãy đi và tán tỉnh đàn ông. Đó không phải là điều xấu. Tôi luôn bị cám dỗ phải nói chuyện với đàn ông và nhận được điều mình muốn. Và tôi đã không hiểu tại sao. Khi tôi còn trẻ, đàn ông cứ nhìn vào tôi. Và tôi đã không hiểu chuyện gì với tôi. Ngay cả khi tôi bận đồ bình thường, không có chân diện, nhưng tôi vẫn nhận được sự chú ý. Tôi không thể chịu đựng được, bởi vì tôi không có linh thánh linh của Chúa Trời. Và bây giờ tôi nhớ lúc vào khoảng 18 tuổi, khi tôi từ phòng tập thể dục về trở về nhà, có một người đàn ông đi theo tôi. Và khi tôi bước vào nhà, thì người đàn ông đó nắm kéo tôi và đụng vào phần vùng kín của tôi và muốn kéo tôi ra khỏi nhà. Và ông ấy không biết rằng tôi sống ở xóm đó. Mẹ tôi mở cửa và nhìn thấy hắn ta. Và hắn ta bỏ tôi xuống đất và bỏ chạy. Thế là Chúa Trời đã cứu tôi
luôn luôn như vậy, từ nhiều hoàn cảnh. Và khi tôi lớn lên, tôi không biết tại sao tôi có sự thúc giục để nhìn người đàn ông. Lòng của tôi không muốn, nhưng xác thịt của tôi thì lại muốn. Có những lúc tôi sợ nhìn vào đàn ông, vì đàn ông sẽ trở nên điên khùng. Khi tôi đi tập thể dục, tôi không muốn nhìn vào ai, vì đàn ông cứ chờ để ngó vào mắt của tôi. Nhưng từ khi tôi tiếp nhận Chúa Giêsu vào khoảng một năm trước đây, và Thánh Linh của Chúa bắt đầu làm việc trong lòng tôi cảm nhận sự xấu hổ. Mặc dầu tôi không ăn ngủ với ai, nhưng tôi cảm thấy có tội vô cùng, cảm thấy ghê tởm trong tôi. Tôi cầu nguyện rất nhiều về sự mặc cảm tội lỗi bên trong của tôi. Và bạn biết không, nếu tôi đã không trở thành cơ đốc nhân, thì tôi đã đi ra ngoài để thỏa mãn nhục dục. Đó là điều mà ít ra trong đầu tôi đã suy nghĩ như vậy. Có một lần tôi đã ở nhà và không đi nhà thờ vì tôi mặc cảm tội lỗi vô cùng. Tôi cảm thấy dơ dáy. Tôi đã cầu nguyện rằng, Chúa ơi, hãy giết tôi đi, hay là cắt tôi lên thiên đàng, hoặc là Chúa phải giải cứu tôi. Bởi vì tôi không muốn sống cuộc đời như vậy. Vâng, chúng tôi hiểu tà linh tán tỉnh, tà linh con chó này đã thúc đẩy cô và làm cô khổ sở. Cô đã nói rằng khi tập thể dục, người đàn ông chờ để ngó cô. Có phải cô có tà lực trong con mắt của mình không? Vâng. Tôi xin nói với những phụ nữ như tôi ngoài kia, tôi là một tín đồ đấng Christ, tôi yêu mến Chúa Trời, đó là lý do tôi ở đây để được giải cứu. Khoảng một tháng trước, khi tôi bước vào phòng thể dục, có một người đàn ông tử tế, tốt, cũng là người tin Chúa, và bạn nghĩ rằng anh ấy sẽ là một người chồng tương lai, một con cái Chúa. Và tôi thường trả lời rằng tôi là một cơ đốc nhân, nên tôi không thể tình tứ ra ngoài với anh được. Tôi muốn biết nhiều anh hơn. Và anh ấy trả lời rằng tôi muốn đọc Kinh Thánh cùng với em, tôi muốn biết Chúa Trời nhiều hơn cùng với em. Đó là sự lừa dối. Ngay cả trước khi tôi đến hội thánh Scone, có một người đàn ông mà cảm ơn Chúa tôi đã không nằm ngủ với anh ấy. Các bạn đã biết anh ấy nói gì với tôi không? Từ bây giờ, em sẽ luôn nghĩ đến anh, và em sẽ cầu xin anh gọi điện thoại lại để tình tứ và hoàn tất những chuyện chúng ta đã khởi sự. Đó là ma quỷ, đó không phải là kẻ, không phải là người muốn tìm hiểu Kinh Thánh. Đó không phải là cơ đốc nhân, đó không phải đến từ Chúa Trời. Hãy vỗ tay cho Chúa Trời, cho Chúa Giêsu vì đã giải cứu người chị chúng ta khỏi một cuộc sống tồi tệ. Bây giờ cô đã hối hận điều gì mà ma quỷ đã khiến cô làm? Tôi phải nói làm sao đây? Nếu mà tôi đã chết, tôi biết chắc chắn rằng tôi đi vào địa ngục. Đó là điều tôi hối hận nhiều nhất. Ý tôi muốn nói là, Đức Chúa Trời đã giải cứu linh hồn tôi. Ngài đã cứu linh hồn tôi, vì nếu tôi đã chết vào lúc đó, tôi chắc chắn sẽ đi vào địa ngục. Vì Chúa Trời là thánh khiết và Ngài ghét tội lỗi. Tôi đã hối hận đã làm những tội lỗi đó và đã không đánh chặn với ma quỷ mạnh hơn. Và điều đó thật khó làm nếu không đã được giải cứu. Vâng, chúng tôi có thể hiểu được. Và cô đã từng nói rằng muốn làm xấu hổ ma quỷ vì những điều nó đã làm cô trong quá khứ. Có những điều gì mà cô muốn kể ra trong sự hiện diện của Chúa không? Tôi cảm thấy dơ dáy. Tôi đã có những giấc mơ ăn nằm với người đàn ông và những lời nói tán tỉnh của đàn ông. Nào là, ngươi sẽ không làm được điều gì. Ngươi dơ dáy. Ngươi sẽ không làm được điều gì. Và ma quỷ nói với tôi như vậy qua những người, và ngay cả qua những người con cái Chúa. Ngươi sẽ như vậy suốt đời, không bao giờ thay đổi. Đó là cách mà ma quỷ đã lường gạt tôi.
Và tôi tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ kết hôn bởi vì tôi không ổn định. Tôi đã có người này rồi nhưng lại suy nghĩ đến người khác. Tôi không muốn làm như vậy nhưng vẫn không cản được. Nó đều nằm trong đầu óc tôi, làm tôi điên khùng. Và tôi đã bị trầm cảm nhiều tháng trời. Tôi đã vào phòng vệ sinh và tự mình khóc. Tôi đã không đi làm được. Ý cô nói rằng, mặc dầu cô có quan hệ với một người rồi, nhưng tà linh này đã khiến cô suy nghĩ đến người khác. Đúng vậy, có lần tôi có một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi đã trách bạn trai tôi rằng, bộ anh không muốn ngó những cô gái khác và có những sự suy nghĩ bậy bạ. Bởi vì em có ý muốn như vậy. Đừng có giả bộ nữa, bởi vì em cũng có cảm giác như vậy đó. Đó. Lúc đó tôi đã không hiểu bởi vì tôi tưởng rằng mọi người đều có sự suy nghĩ giống như tôi. Khi tôi nói chuyện với mẹ tôi rằng, con không hiểu tại sao con lại muốn đi ra ngoài nằm ngủ với đàn ông. Vì điều đó làm con mạnh mẽ lên thêm. Tôi không hiểu vì sao. Tôi không thể trả lời không. Tôi muốn đi ăn vì tôi muốn được sự chú ý. Điều đó giúp tôi càng ngày có sự tự tin hơn. Tôi đã không hiểu cảm giác lạ đó. Còn một lúc, nó đã giúp cô có mạnh mẽ hơn và tự tin hơn. Biết rằng mỗi con mắt của đàn ông trong phòng đều chú ý đến cô. Trước khi tin Chúa, tôi nghĩ rằng đó là ngầu, không đổ. Sau khi tin Chúa, tôi thấy điều đó là có tội. Tôi cảm giác bị cắn rứt lương tâm. Và khi Thánh Linh của Chúa cáo trách lòng tôi cảm giác vô cùng dơ dái, đến nỗi tôi nghĩ rằng Chúa Trời không còn thương tôi nữa. Đó là lúc tôi đọc Kinh Thánh. Và sau khi đã được giải cứu, thì tất cả những ý tưởng tiêu cực nào ở trong đầu của tôi thì đều đã bị đốt cháy bởi lời nói của mục sư T.B. Joshua khi ông nói rằng Chúa Giêsu yêu thương bạn. Thật là một cảm giác tuyệt vời. Hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu. Hãy kể cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra khi người của Đức Chúa Trời đặt tay cầu nguyện trên cô. Không thể tưởng tượng được. Tôi đã cầu nguyện xin Chúa giải cứu tôi rất là lâu. Tôi đã đi nhà thờ và nhờ mục sư cầu nguyện đuổi quỷ khỏi người tôi. Và tôi đã không biết rằng loại quỷ gì. Nhưng tôi biết rằng mình có ma quỷ trong người, có tà linh trong người. Để mà xin cầu nguyện được giải cứu. Khi các vị mục sư khác cầu nguyện cho tôi đã không có cảm nhận được điều gì. Nhưng khi nhà tiên tri mục sư T.B. Joshua cầu nguyện cho tôi, thì quyền năng của Chúa đã khiến tôi không còn tự chủ mình được. Nhưng cùng một lúc, tâm linh tôi bắt đầu cảm giác vui mừng. Và tâm linh của tôi bắt đầu cầu nguyện cùng với mục sư T.B. Joshua và đuổi ma quỷ ra. Tôi đã nói rằng, hãy đi ra trong danh Chúa Giêsu Christ. Và thế là tà linh biểu lộ ra. Hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu Christ. Và cô đã ở cùng với hội thánh chúng tôi được một tuần rồi. Cô có thể kể chuyện gì đã thay đổi trong đời sống cô? Điều quan trọng nhất mà tôi đã được thay đổi cũng là điều mà tôi cầu nguyện xin Chúa giúp tôi cứ tiếp tục duy trì điều này. Đó là khi tôi đọc Kinh Thánh, lời của Chúa đã đi sâu vào lòng tôi. Vì trước đó mỗi khi tôi đọc Kinh Thánh, tôi không hiểu được lời của Ngài. Và bây giờ tôi đọc thì tôi có thể nhớ được trong lòng của tôi. Bạn có thể tin được không? Hallelujah. Hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy thì bây giờ bạn có còn nhìn xung quanh và tán tỉnh đàn ông không? Tôi có thể nhìn nhưng mà tôi không có cảm giác gì. Ý tôi là sẽ không ngó như thế này và không có cảm giác như là muốn tiếp chuyện hay là làm bất cứ điều gì. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Hallelujah. Hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu. Bây giờ cô đã được giải cứu. Cô có lời khuyên nào cho mọi người khắp trên thế giới không?
Vâng, tôi xin đọc trong Kinh Thánh Giăng Nhất, đoạn 1, câu 6. Vì nếu chúng ta nói rằng chúng ta được tương giao với Ngài mà còn tiếp tục sống trong tối tăm, tức là chúng ta nói dối, không đi theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng, cũng như chính Ngài vẫn sống ở trong ánh sáng, thì chúng ta được thông công với nhau và quyết Đức Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời, sẽ thanh tẩy mọi tội lỗi chúng ta. Lời khuyên của tôi là, bạn hãy kiểm tra lại đời sống mình, bạn có đang bước đi trong ánh sáng không? Bạn có nói dối không? Vì tôi từng là đã nói dối. Tôi đã từng cầu nguyện, nếu con chết hôm nay, con sẽ đi địa ngục. Hãy cứu con. Thế là hôm nay tôi có mặt ở đây. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Mọi sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Cuối cùng, con có lời khuyên gì cho những phụ nữ cũng như đàn ông mà có một nan đề giống như vậy? Well, điều đó đã giúp đỡ tôi. Đầu tiên, tôi nói rằng hãy cầu xin Đức Chúa Trời để được giải cứu. Bởi vì với ý chí trên đầu này và thân xác này thì không thể nào được. Bởi vì với xác thịt này chúng ta không thể đánh bại ma quỷ được. Là chuyện không thể nào, chúng ta cần Đức Thánh Linh. Sự giải cứu là điều chúng ta cầu xin đầu tiên. Và điều kế là cầu xin Chúa Trời ban cho sức mạnh để nói không. Bởi vì chúng ta cần làm vui lòng Đức Chúa Trời chứ không phải là người. Chúng tôi khuyên cô hãy để lời Chúa làm tiêu chuẩn đời sống của mình để tiếp tục duy trì sự giải cứu này, và điều tốt nhất vẫn chưa đến trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì xin hãy lặp lại lời cầu nguyện như sau: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy vào lòng con hôm nay, tha tội con, cứu linh hồn con, rửa sạch con bằng huyết quý báu của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài làm mới lại cuộc đời con, cứu chuộc con, chữa lành con, giải cứu con, trong danh Jesus Christ. Amen. Sau đó, bạn hãy tìm đến một hội thánh nơi có lời Kinh Thánh giảng dạy và nơi có tình yêu thương thực hành với lời dạy. Vì bạn không thể lớn lên một mình, bạn cần mọi người xung quanh. Để đức tin được tăng trưởng hàng ngày, bạn cần phải đọc lời Chúa chậm chậm, đọc đi đọc lại, suy gẫm, cầu nguyện theo lời Chúa, làm theo lời Chúa, giao phó mọi khó khăn cho Ngài và cảm tạ Chúa. Cầu nguyện thầm trong lòng 24 giờ trên 7 ngày, xin Chúa cắt khỏi con nhiều hơn và cho con Chúa nhiều hơn. Cắt khỏi con sự tổn thương, ghen ghét, ganh tị, cay đắng, không tha thứ, kiêu ngạo, tánh tư dục, và cho con nhiều hơn tình yêu của Chúa, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, tử tế, hiền lành, mềm mại, trung tín, tiết độ, thánh khiết, khiêm nhường của Chúa nhiều hơn. Amen.